Xưa kia, vào triều đại nào đó không rõ lắm, có một khách điếm nằm trong một khu chợ thuộc Thăng Long thành. Điếm ấy tí nhỏ nhưng lại rất đông khách, bởi vì bên trong có một gã chuyên mang những câu chuyện kỳ dị trong thiên hạ ra mua vui. Người ta cũng chẳng biết hắn là kẻ nào, đến từ miền nào. Chỉ biết vào một đêm mưa gió tối trời, trong lúc tay chủ quán đang ngồi ngáp rồi, thì từ ngoài cửa có một tên ăn mày bụng hóp đít teo, lết vào trong cửa quán rồi nằm chết giấc ở đó. Khi ấy tài chủ quán nghĩ rằng lại phải tốn vài quan tiền cho đám tuần binh đồi gã ăn mày đó đi trông cất, thì lại thấy hắn ta cất giọng thều thào, yếu ớt như từ cõi âm vọng về vậy. Ơi, Ôi... ơi! Ôi... Khi ấy gã chủ quán cũng tính xua tay, xua cái tay ăn mày ấy ra khỏi cửa quán nhưng rồi lại nhớ đến lời cố nhân mà rằng Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp Bèn quay qua nói với tên tiểu nhị Lấy một tô cháo trắng đưa cho gã ăn mày ăn Có một tí chất hồ vào trong bụng Độ vài canh giờ sau Gã ta bắt đầu hồi tỉnh Khi ấy hắn ta mới nói qua gia cảnh của mình Gã ăn mày đó là người ở một vùng quê nghèo Nằm cách thành này hơn 300 dặm về phía đông bắc nơi ấy chẳng may gặp nạn đói kém cả làng chết cả kẻ chết người lang thang hấp hối khi đó hắn cùng với mấy kẻ khác còn chút sức tàn nên lết tiền xin cả đám người chẳng ra người ma chẳng ra ma cứ lên lết vạ vật cho đến khi gần tới thành thăng long thì không chịu nổi cơn đói thành ra chết cả chỉ còn mỗi hắn tới được quán trọ này gã ăn mày sau khi được bắt cháu loãng của người chủ khoách tiếng kéo cho một bạn từ gõ chết trở về liền mạnh bạo xin một góc nhỏ gần nơi cửa quán nghỉ vài canh giờ tay chủ nghe xong chả hiểu kẻ cố rách đó muốn bày ra cái sự gì định toan từ chối tuy nhiên gã năn nỉ quá đành gật đầu đồng ý để cho kẻ đó ngồi trước cửa quán của mình sau đó rời đi ngay lập tức dứt khoát không cho ở lại Đến sáng ngầm sau, người ta thấy ở nơi khách điếm có một kẻ lạ mặt ngồi đó. Bấy giờ trông hắn giống một gã thầy bói hơn là gã ăn mày. Tuy nhiên, thay vì xem tinh, xem tượng, đoán vận số, gã ta lại mang những câu chuyện vốn quen thuộc, dân gian, rồi thêm mắm dặm muối, khiến cho nó trở nên kỳ dị, kể cho những kẻ ngồi gần đó nghe. Rồi cũng chẳng hiểu vì sao những câu chuyện ấy lại hay một cách kỳ diệu khiến cho bao nhiêu người nghe mãi nghe mãi chẳng thấy chán Tại chủ quán là một kẻ biết tính toán nay gặp đúng thất thời không thể bỏ qua cơ hội hốt bạc này bèn mời gã ăn mày vào trong quán thiết đãi tử tế lại dành riêng cho một nơi để ăn để nghỉ kẻ đó ở lại cách điếm kể chuyện mua vui kéo khách từ đó sấm nhờ xúa xúa lại dựa sấm quán xá ngày càng lắm kẻ hiếu kỳ để nghe chuyện thành ra làm ăn có phần khấm khá hơn trước. Còn gã ăn mày cũng đỡ phải sống cái cảnh màn trời chiếu đất. Kẻ chuyên kể những câu chuyện dị bản trong nhân gian ấy, ở người thành Thăng Long không hề biết hắn ta tên gì, mà chỉ gọi hắn với cái tên ngắn gọi, quắc tử. Theo lời gã, thì đó là tiếng gào của một con gà con. Hoặc con kê sắp bị lên trên nồi tùy cách hiểu của mỗi người. Chuyện của gã họ quắc kể đến nay tính ra cũng vài chục bộ chuyện. Tuy nhiên hắn không dám kể những sự liên quan đến Hoàng Cung. Bởi khi đó chuyện Phạm Húy có thể tiễn kẻ dân đen về với ông bà Tổ tiên qua một nhát chém của đào phủ. Cho đến một đêm trăng tròn nọ, sau khi say xưa món tuyệt phẩm nhân gian, ấy là thịt chó nấu rượu mận, quấn lá mờ. Quác tử mới cao giọng hứng thú, nói với gã chủ quán. Này, quán bác, Bác bảo như thế Thế nào lạ sướng Thì cứ sống như ông vua bà Hoàng Trong cung điện là sướng Gã chủ quán đáp xong Tiện tay cắp một miếng thịt chó bỏ vào mồm Quác khẽ lắc đầu đáp Ê không đâu Quán bác xem làm vua Tối ngày về lo chuyện chính sự Lại nói về bà Hoàng Tuy sướng thật ấy Tuy nhiên phải chịu cái cảnh kiếm trọng trung Chưa kể đến việc tranh giành ngôi vị Rồi chẳng may vua băng hà không cẩn thận Có khi trồn trùng một mộ Thế à Chủ khách điếm ngừng nhai Tay họ quắc khẽ gật đầu Mà sao biết những chuyện đấy à, thì chả phải câu chuyện tấm cám Cô nhắc đến chuyện đấy hay sao? Còn việc Tán trùng một huyệt với vua Thì trong sử cũng ghi lại Cần tôi nhắc chắc Tấm cắm Chả phải ấy là cái câu chuyện Ganh tị Giữa cô chị và cô em Với một gì ghẻ Hay sao? Này Không Ấy chỉ là chuyện cho con nít chúng nó nghe Thực ra đằng sau đó Có một dị bản Chứ quản bác thử nghĩ xem Hai mẹ con bà gì kẻ đó ngậm quan trời Cũng chả dám ra tay sát hại Đưa kim hoàng hậu Đến bà bốn lần Chứ đừng có nói Bác nói sao Ý bác cô kẻ đứng đằng sau Tay chủ quán tỏ ra ngạc nhiên Quác tử đưa tay ra hiệu Gã bình tĩnh lại Đoạn nhấp một ngụm rồi tiếp tục nói Thôi thì nhân lúc Trăng lưu gió mờ Chỉ có mình tôi với bác Để tôi kể bác nghe câu chuyện Tấm cảm góp vui nha Nhưng trước tiên Bác đóng chặt cái cửa đi Kẻ nào nghe thấy tội đợi tôi với bác Gã chủ quán Nghe người ngồi đối diện mình nói vậy Bèn xách ngọn đèn dầu le lói Ra cài thêm cánh cửa trước Sau đó quay lại rót một chung rượu khác đưa về phía quác tử Hắn ta cũng chẳng ngần ngại Đưa lên uống một hơi hết sạch rồi mới cất giọng khề khà. Bạc biệt, năm tấm được vào cung, là do đâu không? Ờ thì vô tổ chức lễ hội, sau đó nàng ta vì thử vừa đôi hài, mà đổi đời, chuyện đó đám còn nít đầu đầu chả biết. <laughs> Đúng, nhưng đó chỉ là bền nổi của câu chuyện thực chất thì việc tấm được chọn làm hoàng hậu bắt nguồn từ mấy tháng trước khi mà mụ gì gã nghĩ ra cái trò thi bắt cá giữa chị em kia nhằm đổi cái yếm đào. Khi đó theo như chuyện ghi thì chỉ có hai chị em tấm đi ra cánh đồng mộ cua bắt ốc nhưng thực ra nơi đó còn có xuất hiện có một người nữa đấy. Nói đến đây gã họ quắc dừng lại gấp một miếng thịt chó quét mắm tôm cho tay chủ, sau đó tỏ thái độ chờ đợi. Cười đó là ai? Tay chủ quán hỏi, gã chỉ đáp một cách ngắn gọn. Vua! Ừ, là vua sao? Chả lẽ họ gặp vua mà không biết? Mà tôi nghe nói dân đen gặp vua, không quỳ sấp mặt xuống để tránh mặt nhìn thẳng vào long thể, không cẩn thận bay đầu như chơi. Chứ làm gì có chuyện tự do mở cua bắt ốc như trong chuyện tay chủ quán tỏ ra thắc mắc hỏi tay kể chuyện đáp ê quan bác nói đúng đấy đê nhân vua khi đó là một kẻ thích cải chăng thành thường dân để vi hành mục đích quan sát con dân của mình sinh sống như nào bác có nhớ một đoạn đoạn quấy gặp lại ấy cũng đi vi hành con gì và hôm đó chính ngài đã trông thấy tấm Hì hục bắt cá dưới ruộng Còn về phần con cám thì không cần nói tới Tuy nhân sắc đẹp mộc mạc của một cô thôn nữ Mới chính là thứ Làm cho nhà vua mê đắm đến độ Khi về hoàng cung Vẫn còn lưu luyến bóng hình Sau lần đó Ngài có sai một viên quan cận thần Điều tra lai lịch của con gái Của ngôi làng ấy Và chính ông ta một vài lần ra tay giúp đỡ tấm qua cơn nguy biến của mụ dì gẹ. Tuy nhiên sự ấy không ai chuyển lại, cho nên chúng ta chỉ biết một vài lần tẻ tẻ liên quan đến con ta. Cho đến một ngày kia, nhân lúc cả làng đó vừa xong mùa vụ, nhà vua cũng muốn bày ra một sự gì đó nhằm gặp lại người con gái hôm nào, bèn sai người tổ chức lễ hội. Rồi sau đó chuyện gì đến cũng phải đến, tấm trở thành Người đi vừa đôi hải kia. Trong khi đấy, có bao nhiêu người cũng đi vừa. Nhưng mặc nhiên, quan quân đều ra hiệu. Bảo bọn họ không được trả lời rằng mình đã vừa. Kể đến đây, tay chủ cách điếm cất lời. Thực ra vua có thể sai đám quan, bắt tấm đưa về hoàng cung cống nạp. Chứ đâu cần phải làm ra cho mất công chứ. <cười> <cười> Đúng là như thế. Nhưng làm việc ấy khiến vua không cảm thấy thú vị. Bởi theo ngài tình yêu phải đến từ hai phía. Nếu như ngài tổ chức, tấm không đến thì ngài sẽ dùng cách khác. Tấm đến, chứng tỏ tấm cũng là một kẻ thăm vinh hoa phú quý, muốn lấy vua làm chồng. Đúng không? Cả hai bên, một thằng si tình, một thằng si tiền đến với nhau. Thì có phải hợp lẽ không? Vậy đúng là có vẻ cô tâm cũng có cây sướng khi lọt vào mắt xanh của vua trở thành hoàng hậu đúng không? Đúng, là theo như mấy câu chuyện kể cho con nít nghe thì tấm trở thành bà hoàng nghề viện mãn. Tuy nhiên sự thực thì khi vào cung ấy, tấm vẫn chỉ là một cô vợ lẽ. Mặc dù được vua yêu quý nhưng chả có quyền hành gì trong tay Chưa kể đến việc hàng năm đám quản lại Cúng tiến mỹ nhân thiên hạ Nhiều vô số Cũng chỉ khiến cho vua Ê, cả thẹp trong chan Rồi thì cô tấm ngày nào Cũng bị bỏ lại trong hậu cung Ê, có khi Đến một ngày Chết cũng chả thấy mặt vua Nếu không có việc nằm đó Sao tinh tượng chiếu vẻ phương Nam Báo hiệu vua ấy sắp có tiểu long nối dõi. Theo nhiều lời của vị đại quan thần tính chồng bắc quả kinh dịch, thì chính tấm cũng là người đem theo dòng máu đốt trong người đấy chứ. Việc vị quan đại thần kia nói tấm sẽ mang trong mình một tiểu long khiến cho người người vui mừng, lại có những kẻ lo lắng trong ngôi vị của mình. Rồi đây sẽ có một cô thôn nữ cướp mắt. Thần tin đó nhanh chóng tới tay của đàn bà quyền lực kể từ đó biến cố liên tục xảy đến với nàng ta, bởi nàng ta có muốn cái lòng thai kia sẽ do mình mang chứ không phải một đứa con gái quê mùa. Với mụ để tấm chết đi trước khi mang thai con rồng sẽ tốt hơn. Bụng tấm càng to lại càng làm cho chính thất thêm phần mất ăn mất ngủ. Mặc dù có nhiều lần bà ta tìm cách hãm hại nàng ta, tỷ dụ như bỏ thuốc độc vào trong bát canh của nàng ta uống, nhưng tất cả những lần ấy xuống tay tấm đều thoát nạn một cách kỳ lạ. Sau nhiều lần thất bại, lại thấy thái độ của nhà vua có vẻ nghi ngờ. Từ lạnh nhạt, chuyển sang quan tâm, yêu thương tấm, bà ta trở nên chán nản, định từ bỏ mà ăn phận trốn hậu cung. Dù gì hiện tại bây giờ, bà ta dưới một người, nhưng trên vạn người. Dù tấm có sinh ra long mạch thì sao chứ, bà ta vẫn là hoàng hậu, vẫn là mẹ của người ấy. Cho đến một ngày, số phận run rủi người vợ đầu của nhà vua gặp hai mẹ con nhà cám từ đó một kế hoạch tàn độc để tiễn mẹ con cô tấm được mụ ta vạch ra và kẻ thực hiện kế hoạch đó không ai khác chính là người dì ghẻ của nàng và đứa em ghẻ nói một chút về người dì và cô em cùng cha các mẹ của tấm sau khi cô chị vào cung làm lẽ cho vua mặc dù trong lòng họ có sự ganh ghét lắm nhưng cũng đành ngậm hạt thị bởi lẽ có vả miệng tới người trong cung thì chỉ cần một câu nói của tấm không khéo, cả ghẻ lẫn cắm đều bay đầu giữa phố thị như chơi. Dì ghẻ của tấm sau nhiều đêm quên ăn quên ngủ, chẳng ngủ được vì tức cuối cùng cũng đành cho cái sự ấy sắp đặt của thượng đế, muốn cũng chẳng tới lượt mẹ con. Thôi thì số phận không cho cắm làm vợ vua, thì hai mẹ con dì ghẻ ấy làm được cái tiếng dày mơ dễ má ở chốn thánh thượng cũng được vậy. Và nhân cơ hội sắp tới, ngày dỗ của chồng, chính là cha quá cố của tấm Bà dì ghẻ ấy muốn mời tấm về để cho bà con làng xóm được nhìn thấy một người từ cái nơi ruộng đồng hôi mùi buồn bay một phát lên cảnh cao. Khi đó, mấy lão có quyền cao chức trọng quanh vùng đó, ít nhiều cũng phải nề trọng mẹ con nhà cắm. Rồi thì chuyện sau này cắm kiếm được một gia đình, hào môn thế gia cũng là chuyện chẳng khó khăn gì. Và tới Hoàng Cung đánh tiếng với Tấm về ngày rỗ cha, mặc dù được nàng có ý mời ở lại ít hôm tuy nhiên cả hai vẫn xin phép quay về lại làng để chuẩn bị cỗ bàn biết giữ họ lại cũng không được vì hai người họ vốn là kẻ quê mùa không quen với lễ nghi trốn cùng cấm tấm bèn cho cả hai ít lộ lại xe lính chuẩn bị xe ngựa chở hai mẹ con họ về nhưng khi hai mẹ con cắm chưa kịp ra khỏi hoàng cung thì từ đâu có một tên thái giám chạy theo gọi với cả hai lại Mụ gì ghẻ sau khi nghe tay thái giám gọi mình Tỏ ra khó hiểu ờ Chả phải hoàng hậu nhà vua Đều đồng ý cho mẹ con tôi về quê Chỗ chồng hay sao Tên thái giám cất giọng éo éo Kêu tiếng thở phì phì khó nghe Không phải Tấm Mà là vợ cả của vua Muốn gặp hai mẹ con Đi kéo người đợi lâu E rằng không hay đâu đấy Nói rồi tay thái giám ấy dẫn hai người bọn họ đến một căn phòng nhỏ nằm sâu trong hậu cung. Nói là nhỏ, chưa so với căn nhà của hai mẹ con thị đang ở, nó phải rộng gấp mấy lần. Bên trong bày biện, toàn những thứ son son thiếp vàng, con nằm mơ mẹ con cám cũng chẳng thể nào thấy được. Còn đang lóa mắt với những món đồ xa hoa lộng lẫy, thì cả hai nghe thấy tiếng của một người phụ nữ nhỏ nhẹ vang lên. Hai mẹ con nhà bà đến rồi đi à? Cả cám và mộ dì ghẻ giật mình quay sang Thì thấy tay thái giám quỳ sát mặt đất Và từ ngoài cửa một người đàn bà bước vào Bước đi của bà ta uyển chuyển như lướt trên mây vậy Biết đây là bà lớn trốn cung hoàng Hai mẹ con vội quỳ xuống khấu đầu lia lịa Ta miễn lễ Người đó nói Đoạn vất tay ra hiệu Cho cẩn thận đuôi hết ra ngoài Đến khi cả căn phòng chỉ còn lại ba người người vợ cả của vua mới từ từ tiến đến chỗ cắm nói cha cô gái này quả là một cô gái xinh đẹp đáng tiếc thay vua lại chỉ chọn mỗi cô chị nói rồi bà ta khẽ thở nhẹ ra một hơi tỏ vẻ tiếc nuối cho sự kém may mắn của cắm xong à ta lại nói nhỏ dù gì đủ cho hai mẹ con gì nghe nghe thấy này có muốn thay chị làm vợ vua không? Cả hai nghe xong tỏ ra ngạc nhiên, xin lẫn lo sợ, thốt lên. Thay, thay, thay con Tấm. À, à, không, thay vợ vua. Thấy cả hai có vẻ ấp úng người vợ lớn liền nói thêm một câu, làm cho mụ gì ghẻ sợ hẳn. Thì giết Tấm, rồi thay thế con gái bà vào vị trí của cô ta Một gì kẻ nghe đến đó mặt xanh lên vàng vội vàng chắp tay xá hơn tế sao đáp ê, ê, con xin bà hoàng bà bà lại đùa chúng con chúng con con gam hủ mật cóc cũng cũng không dám tổn hại để đến đâu ạ à? ờ, con xin con xin bà hoàng ấy trông cả hai tế mình như tế sống khẽ nhếch môi nói muốn có cơ đồ mà có một chút việc còn con cũng không dám làm, thì con nói làm gì? Với lại trong chuyện này, chỉ có ta và hai mẹ con nhà bà biết con sợ gì. Nói đến đây, bà im lặng nhìn hai mẹ con nhà cắm, một lúc rồi mới cất giọng nhỏ nhẹ nhưng rất khoát. Ta cũng chỉ muốn tốt cho hai mẹ con người, nhưng nếu cả hai cảm thấy không làm được, thì cứ về cắm mặt nơi xó bếp trốn quê nghèo quanh năm chân nấm tay bùn ta chẳng ép về phần của bà dì kẻ một phần bị lời nói của người có uy quyền thuyết phục phần lại đoá mắt với những thứ nguy nga trắng lệ trốn hoàng cung mà mụ luôn cho rằng nó phải thuộc về con gái mình nên dần ra mụ cũng gật đầu đồng ý vậy 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 bà lớn mách mách nước cho hai mẹ con con với ạ à? Đến đây, tay chủ khách điếm cắt ngang lời quát tử. Gã đang kể dừng lại, khẽ gật đầu, đoạn uống một ngụm rượu. Thế thì... Vô lý quá. Tấm làm hoàng hậu. Thế còn bà lớn đó là ai? <laughs> bà quyền... Chiêm tinh tướng học đã nói tấm sẽ màng lòng... Long thai sao? thì đương nhiên phải phong tấm làm hoàng hậu thì mới hợp nhẽ để mang long thai mới hợp với chiêm tinh tướng tướng tinh tướng tướng ơi bỏ qua cho nên hoàng hậu cũ đương nhiên sẽ bị phế truất nhưng hoàng thượng đã lừa đã phế chốt tạm thời khi nào tấm sinh hạ long thai sẽ khôi phục lại như xưa nhưng mà hoàng thượng đã hứa như thế rồi tại sao hoàng hậu cũ lại phải uh, liên kết với với mẹ con nhà con cắm để 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 hại tấm chứ bác thì bác lại ngây thơ hoàng cung là trốn gì chứ là trốn âm mưu trọng chất âm mưu đầu đá cả ngày lẫn đêm làm gì có người nghĩ cho nên dù vua có hứa nhưng với địa vị của tấm đã lên hoàng hậu lại còn sinh được nòi rồng mặc nghĩ cô phế được không? Phế làm sao? Với lại vua ngày ngày yêu tấm hơn thương tấm hơn Trong mắt phụ nữ làm gì có cái gai nào? Ờ mãi được đúng không? Ờ, ờ thì đúng ờ, Đúng Ờ thì cũng đúng Nhưng mà tấm sinh ra lớn lên ở thôn quê lội nước giỏi như thế làm gì có chuyện trào cây cau ngã xuống ào lộn cổ chết đuối phải không quác nói tay chủ quán suy nghĩ vài giây rồi lại lên tiếng chả phải xưa kia tấm từng đi ngục sâu vì sợ gì mắng để 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 sạch bùn chết đuối làm sao được phải không Chứ còn gì nữa còn bác Chính là bị mẹ con Nhà con cam Dìm chết Quác nói Chất giọng hắn ta lúc này đây Cũng lớn chứ không nhỏ Lại nói về vụ Mụ gì ghẻ Khi thấy tấm rơi xuống ao Cả hai vừa mừng vừa lo Sợ chưa biết làm gì Thì thấy nàng trồi lên khỏi mặt nước Cố gắng bơi vào bờ Đốt mụ ta hoàng sợ Vì nghĩ nếu giờ tấm để cho vô biết Chính ả à ta đã ra thầy chặt cốc cầu Đầu của cả hai mẹ con khó nằm trên cổ. Mà cho dù tấm có tha, thì liệu cả hai có yên với bà họ hôm nọ gặp hay không? Thôi thì đâm lao, đành phải phóng theo lao. Nghĩ đến đó, mụ gì ghẻ nghiến răng nghiến lợi, đẩy cái ùm xuống nước, bời tối chỗ con riêng của chồng. Về phần tấm khi thấy mẹ kế của mình, tới gần, ngỡ bà ta đưa tay ra cứu mình. Nào ngờ đâu chưa kịp nói câu nào, đã bị nắm đầu, dìm thẳng xuống dưới nước. Tấm bị bất ngờ, chẳng kịp kêu lên một câu nào đã bị nước tràn vào miệng mũi nghe cứ ỏng ọc ỏng ọc chẳng mấy chốc đã cảm thấy đầu váng mắt hoa không còn sức để chống lại bàn tay hộ pháp của mụ dì ghẻ Còn cám ở trên bờ thấy mẹ mình sát hại chị tấm mặt xanh nanh vàng chân tay run như cầy giấy đến khi mẹ nó dìm chết tấm leo lên trên bờ vẫn chưa hết hoảng hốt mụ dì ghẻ thấy con gái đang đứng chết sững liền mặt mũi không cắt ra buộc một giọt máu nào thì nói ê già đóng cổng nhanh lên không bà con trọng xóm tới thì nguy cám nghe thấy vậy lật đật chạy ra ngoài khóa chặt cổng lại còn bộ gì ghẻ đi ra phía sân dướng tắm qua mặc kệ cái xác của tấm đang nằm dưới đáy ao đến khi mặt trời gần đứng bóng mụ ta mới thay xong bộ đồ rồi đi qua chỗ bờ ao làm ra mặt đau khổ gầm gào lên cho bà con làng xóm chạy tới cốt làm chứng cho mẹ con à ta rằng chuyện tấm chẳng may vong mạng chỉ là tai nạn kế hoạch của mẹ con nhà dì ghẻ bước đầu coi như thành công mỹ mãn khi mấy người đưa tấm lên bờ thì cô ta đã ra người thiên cổ tự lúc nào rồi thì nhờ thế lực của người vợ cả của nhà vua lại đúng vào dịp ngày đi vắng mà việc ác của hai mẹ con kế cũng nhanh chóng bị ỉm đi đến khi nhà vua về tới hoàng cung thì xác của tấm đã nằm trong cỗ quan tài lạnh lẽo dưới ba tấc đất còn về phần cám, mặc dù thay cô chị vào trong hoàng cung hầu hạ vua, tuy nhiên, xét về sắc đẹp, chẳng bao giờ có thể thay thế vị trí của chị gái mình trong lòng đức vua nếu không có một thứ. Nói đến đây, quát tử lại ngưng kể chuyện, cắp một miếng thịt chó đưa lên miệng. Tay chủ khách tiếm cũng kéo cái ngọn đèn dầu cho cháy thêm. Là cái thứ gì? Là mê dược. Tuy nhiên nó chỉ có tác dụng trong khoảng thời gian ngắn, về tất cả nằm trong kế hoạch Của người đàn bà phía sau hậu cung Quác đáp Tay chủ điếm nghe xong Lại nói tiếp Có phải Người đó chính là <laughs> Đúng Và không phải tự nhiên Bà ta phải dựa vào hai mẹ con mụ gì ghẻ Để sát hại tấm Rồi lại cất công Đưa cắm vào cung thế chân chị Kế hoạch của bà ta Chủ yếu đổ hết tiếng ác người mẹ con nhà nó... Để... Ai... Chuyện thành công... Khi nhân gian lưu truyền... Mụ gì kẻ... Ganh ghét... Mà chặt cây cau sát hại con chồng... Dĩ nhiên chuyện ác... Thân biết quỷ biết... Con người bằng xương bằng thịt như chúng ta... Chẳng hề biết... Và quan bác... Có biết không? Cái ngày Tấm bị mụ gì kẻ dìm chết dưới ao ấy... Không chỉ có ba người bọn họ ở đó... Mà còn xuất hiện... Của một người có, có một ai trong làm phải không? Tay Cách điếm vội vã hỏi, gã họ Quách chỉ khẽ lắc đầu, không, đó không phải người, mà là một con cá chép tinh đấy, C cá chép tinh, chả lẽ cái áo đó ý có yêu tu luyện? <laughs> cá chép thành tinh thì đúng rồi. tuy nhiên sự này nó lại bắt nguồn từ người cha quá cố của tấm. còn cá bắt nguồn từ vị hiền khảo ấy á. À. à đúng. đó là một lần ông ấy đi đò ngang qua khúc sông lớn tại một ngôi làng nọ. tại đó chả biết vô tình hay hữu ý gặp một ông lão ngư dân vừa mới buông lưới bắt được một con cá chép vàng đẹp lắm. Quác đáp Xong hắn ta lại tiếp tục kể Khi đó Thân phụ của tấm chỉ nghĩ mua về Thả xuống ao nước trước nhà Ngờ đâu hành động mang tính bộc phát ấy của ông Lại cứu con gái Thoát được một kiếp nạn Từ đó con cá chép tinh ở dưới ao nhà tấm Để tu luyện Và hầu như chưa bao giờ nó ngồi lên trên mặt nước Cũng chẳng ai biết đến sự xuất hiện Của nó ngoài cha của tấm Cho đến một ngày kia khi người ân nhân của cá chép chút hơi thở cuối cùng, cũng là lúc nó rũ bỏ thần sát thành tinh. Về phần con cá chép tinh đó từ lâu, nó đã đoán được tấm sẽ gặp phải cái hạn sát thần bởi người mẹ kế. Cho nên, hồn thể của nó vẫn ở lại ao, đặng ra tay cứu nàng trong lúc hiểm nguy. Nhưng chỉ có thể giúp linh hồn của nàng không bị đưa về cõi diêm la mà nán lại nơi trần thế này chờ ngày tái sinh. Còn linh hồn của con trai trong bụng, người con gái xấu số đó phải theo về nơi chính suối coi như không được hưởng một kiếp người. Quay lại cái buổi sáng định mệnh đó, khi tấm bị bộ gì ghẻ cho uống nước một hồi, cả cơ thể của nàng bị một lực lượng nào đó kéo vào trong khoảng không gian tối đen vô tận. Nơi ấy không thể xác định được phương hướng cho đến khi mất hết nhận thức về mọi thứ xung quanh. Không biết trải qua bao nhiêu lâu, chỉ biết khi tấm mở mắt ra, thấy mình đã nằm trong một phòng lạ hoắc. Còn đang lơ ngơ không hiểu chuyện gì, và đây đang ở nơi nào thì ở bên ngoài có một ông lão độ hơn 70 tuổi từ từ bước vào chỗ tấm. Nói là bước, chứ thực ra là ông cụ ấy đang lướt tới chỗ của nàng bởi một nửa thân dưới của cụ là đuôi của một con cá chép to lớn. Tấm thấy cảnh tượng quái dị đó định hết lên thì ông cụ ấy đã cất giọng chấn nan Cô cứ bình tĩnh. Tôi và cha cô là chỗ thần tình. Không cần hốt hoảng như thế đâu. Thầy Tấm vẫn chưa tin tưởng lắm. Ông lão hay gọi chính xác hơn là con cá chết tinh tiến lại gần chỗ nàng, nói rõ tên tuổi của người cha đã mất và cuộc gặp định mệnh năm nào giữa ông cụ và ông lão. Tấm mới biết mình đã hóa thành người thiên cổ. Liền hướng ánh mắt đau khổ nhìn xuống cái bụng của mình thấy nó đã xẹp xuống. Con của con ta không thể giữ." Lão cá chết tình nói kèm theo một tiếng thở dài, Tấm nghe thấy vậy, cảm thấy hai tay ù đi, mặt mũi say sầm, một hồi sau mới có thể thốt lên mấy câu khó nhọc. "Con Là con đã có thầy, xong đứa bé ấy chưa thành hình đã." Ông lão cá chép nói xong, Tấm chợt nhận ra mấy ngày hôm nay cơ thể của mình có thứ gì đó khác lạ, một khắc trôi qua trong sự im lặng đến tột độ cho đến khi ông lão chép tình tắt lời nói phép của ta không đủ giữ con trai của con ở lại nó chỉ có thể về cõi âm trở đổ thai kiếp khác tấm nghe ông lão nói tới đây cổ họng tự nhiên nghẹn ứ lại từ trên que mắt nàng hai giọt đệ tràn lăn dài xuống gò má có phần rắn dịt vì thiếu đi dưỡng khí trước khi chết ông lão nửa người nửa cá thấy vậy liền tiến tới sát bên cạnh tấm, đặt tay lên vai nàng, nói em. Kiếp này con và hoàng tử chỉ có thể làm mẹ còn đến đó. Cũng đừng quá đau buồn làm gì. Nói đến đây, lão cá chép nhìn thẳng vào mặt tấm. Trong khoảnh khắc đó, nàng cảm thấy hai con ngươi của kẻ đứng trước mặt mình toát ra một luồng hàn khí lạnh đính khó tả. Ông lão nhấn mạnh từng chữ bằng một chất giọng trầm đục. Con có muốn quay trở lại hoàng cung, làm hoàng hậu thêm một lần nữa không? Để? Để làm gì thưa cụ? Hoàng cung đã trốn tranh giành quyền lực. Con tuy là người được vua tin yêu, nhưng chẳng có một ngày yên lành. Để làm gì á? À? Để lấy lại những gì đáng lẽ thuộc về con và cho những kẻ đem đến mối tai họa này một bài học thích đáng. Vì chút quyền lợi hão huyền mà mẹ con ả à ta sẵn sàng ra tay cướp đi mạng sống của con. Và... Nói đến đây, ông lão dừng lại bởi không muốn nhắc đến nỗi đau của nàng. Tấm bây giờ đây cũng biết được cái chết của mình đã được bộ gì ghẻ lên kế hoạch từ đầu. Cô bắt giác cật đầu, đôi môi mấp máy, khẽ thốt lên. Con, con đồng ý. Lão cá chép nghe cô nói vậy, liền nở một nụ cười hiền hậu, xen lẫn một chút kỳ bí. Vậy được, trước tiên, con phải chuyển sinh vào vật. Tô tô ta sẽ tìm thần sắc mới cho con. Nói rồi, ông lão dẫn tấm đi theo, dọc theo hành lang, đến một nơi có một phiến ngọc to như một cái giường vậy. Ông lão nói tấm nằm lên trên đó, nhắm mắt lại để tiến hành một nghi lễ gọi là du hồn. Nghe quá tử kể đến đây, tay chủ khách tiếm nhíu cặp chân mày, tỏ vẻ thắc mắc. Du hồn là cái thứ quái quỷ gì vậy quan bắp? Đó là thuật giúp hồn. Hồn thể của kẻ này nhập vào xác của kẻ khác mà không làm cho hồn phách của cổ chủ bị đánh bật ra khỏi cơ thể đây. Bác trả lời. Đoạn hắn nhướng ánh mắt vằn vệ những tia máu bao quanh con người màu đỏ đậm về phía người đối diện mình. Hoàn bác nghĩ xem. con bác có nghe nhập sắc hoàn hồn chưa? Ờ. À. Chỉ có điều tấm cũng chỉ là một cô gái chưa từng tu luyện qua phép thuật và cũng chả sống trong môi trường nhóm đầy âm khí như những vị du hồn giả của huyền môn. Tất cả những thứ đó quá xa với lại nàng ta cũng quá yếu, quá ngây thơ. Cho nên Ê, nhập vào con chim vàng anh đây. Một con chim vàng anh đã chết bên cạnh bờ ao. Vàng ảnh vàng anh, có phải con chim đó không? Tay chủ cách điếm hơi nhộm người lên. Hình như hắn ta bắt đầu cảm thấy thú vị về thuật du hồn mà gã họ quá kia nhắc tới. Lại nói về tấm sau khi nghe lời của ông lão nằm trên phiến ngọc, cả cơ thể nàng cảm thấy mấy chốc trở lên lạnh tắt như băng. Bên tay liên tục dội đến nhâm thanh di dầm di dầm niệm chú phát ra từ miệng của ông lão. Lời chú vừa dứt và vừa đến nốt cao nhất trào ra vụt một cái tấm cảm thấy thân thể của mình một lần nữa bị cỗ kình lực hút vào khoảng không gian dài hun hút cho đến khi mở mắt ra nàng thấy mình trong thân xác của một chú chìm nhỏ bé. Còn chưa hết ngạc nhiên về chuyện vừa mới xảy ra với mình Trong đầu lại vang lên giọng nói của ông lão Sao ông mày Nhân lúc nhà vua dạo quanh vườn thượng uyển Hãy đậu cảnh cao Tấm nghe ông lão dùng thuật truyền âm Từ dưới ao nước lên Trong tầm muốn nói câu cảm tạ Nhưng thốt lên chỉ là tiếng líu lo của loài chim. Đi đi, Lời của ông lão dưới ao vừa vọng lên như muốn hối thúc. Tấm cũng ngay lập tức nhún người vỗ cánh bay khỏi bụi cây. Lần đầu biết đến cảm giác lo lửng trên bầu trời trong thân xác của một chú chim nhỏ bé khiến nàng có phần hơi loạn trọng, trắng ngợp nhưng rồi bản năng của loài chim đã giúp Tấm lấy lại thăng bằng. Sau vài vòng đợt quanh khoảng sân nhà mình, Tấm lao vút lên trời cao rồi bay qua những nóc nhà lợp bằng rơm, bằng ngói, vàng ống, đỏ nâu của ngôi làng hướng thẳng về phía hoàng cung. Mặt trời ở phía sau cũng bắt đầu chìm dần xuống lũy che làng, để lại nhân gian những tia nắng màu đỏ quành quạch, sau đó tắt dần đi. Nhưng sự tối tăm của màn đêm không làm cho tấm chuẩn bước. Nàng cứ thế bay đi, bay đi, bay như một chấm đen nhỏ trên bầu trời, trong bầu trời bao la, đầy sau hướng về phía hoàng cung. Tại nơi ấy, nhà vua đang nằm trầm trọc, vì nhớ đến người vợ yêu quý của mình. Từ khi tấm mất đi, ngài thường xuyên thức trắng cả đêm nhưng khi gần gũi với cám nhà vua lại bị cái thứ dược liệu trên người ả à ta làm cho mê đắm quên đi người con gái mình thương mà say đắm trong cơn tình ái đem gái cùng cha khác mẹ với tấm cũng mong muốn có trong mình một giọt máu của nhà vua tuy nhiên người mong mỏi hơn ai khác lại là người đàn bà phía sau hậu cung kia vì nếu cám có thầy nhờ vào thứ mê dược của mình chắc chắn ả à ta sẽ có được một thứ gọi là quỷ linh nhi khi đó cả thiên hạ thuộc về bà ta bà ta đâu còn phải sợ ai đêm nay tiết trời có vẻ nóng nực hơn mọi khi nằm chờ mình một hồi nhà vua thẩm nghĩ giờ này nếu con nàng ở đây nhẹ nhàng quạt mát có lẽ lời còn chưa dứt bỗng nhà vua cảm thấy có một luồng gió mát dịu thoang thoảng làm cho ngài cảm thấy rất dễ chịu tắm đả nàng phải không? Cùng lúc đó theo phản dạ quay mặt lại rồi ngạc nhiên đến mức không có thốt lên lời. Đúng, trước mặt vua là nhân ảnh của tấm, người thiếp mà ngài hết mực yêu thương. Nàng đứng đó, tay cầm quạt lông công, nhẹ nhàng quạt mắt cho nhà vua. dưới ánh sáng từ những ngọn nến, nhìn nàng vẫn xinh đẹp như thuở nào. Chỉ có điều toàn thân nàng ướt đẫm, từng giọt nước cứ thế tí tách, tí tách chảy xuống nền. Tấm đứng đó lặng lẽ nhìn vua, bằng đôi mắt mờ đục mang theo một nỗi buồn sâu lắng đến khó tả thấy nhà vua có ý lao đến muốn ôm chầm lấy mình tấm từ từ lùi về sau nhà vua giữ người lại một hồi sau ngài mới có thể nói lên mấy câu nghe đau xót não lòng tấm sao lại bỏ ta đi như thế tấm không nói được chẳng biết vì sao nàng lại không nói Tại sao? Tại sao? Nàng lại bỏ ta đi chứ? Tắm rời nước mắt, rồi lùi dần, lùi dần về trong bóng đêm vô định. Tấm hướng ánh mắt vào khoảng không, nhìn một thứ gì đó chẳng rõ. Nhưng rồi quay lại nhìn nhà vua trước khi hoàn toàn biến mất. Tắm! 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 Tắm. Nhà vua tròn mở mắt, bấy giờ ngài mới biết mình mới trải qua một cơn mộng mị. Trong đầu ngài giọng nói của tấm, lại một lần nữa như kiểu nhắc nhở. Bên ngoài, mấy tay cầm y vệ, nghe tiếng hoàng thượng gọi tên ai đó, ngỡ rằng bên trong có biến bèn tuốt gươm, sáng loáng lao vào bên trong. Thấy nhà vua ngồi trên sập rồng, khuôn mặt lộ rõ mệt mỏi, một viên quan tiến lại tàu. Bảo hoàng thượng, nhà vua ra hiệu cho mấy tên lính đó lui đi rồi gọi Vinh Quân lại cần nói Ta vừa mua thấy nàng Viên quan chấp tay trước ngực cùng kính thừa Bẩm Hoàng thượng Theo thần nghĩ chắc là do người quá thương nhớ Đến Hoàng hậu nên sinh ra mộng mị thôi Không Giấc chiêm bao vừa rồi Ta có cảm giác rất thật Nàng đứng ở ngay kia Không có nói được Nhà vua chỉ tay về phía bóng hình của tấm vừa tan biến trong giấc mơ vừa rồi. Nhà vua thốt lên, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Viên quan họ cũng ngay lập tức hướng ánh mắt về phía tay ngài chỉ. Thì thấy ở đó có một chiếc khăn tay nằm trên vũng nước. Nhà vua dường như cũng không kìm được nỗi xúc động, vội vàng tiến tới nhặt thứ đó lên. Khăn tay, ngài cầm trên mà run run, ánh mắt dần nhòe đi khi nhận ra đó chính là chiếc khăn tay. Được dệt bằng lụa tĩnh, theo hình đôi uyên ương bằng chỉ vàng mà ngài đã đặt một thợ lành nghề làm riêng cho tấm. trước khăn. Viên quan kia cũng ấp ống, nói không có được một lời. Ngày người ta khâm liệm xác của tấm, ông ta cũng có mặt ở đó. Tuy nhiên, kỳ vật mà nhà vua trao cho, cho nàng thì không hề xuất hiện trong đám tang Khi đó viên quan cứ ngỡ, nó đã thất lạc dưới ao. Nào ngỡ bây giờ lại xuất hiện ở đây. Trời đất! Vậy giấc chìm bao vừa rồi, Đúng là hoàng hậu. Đúng. Đúng rồi. Vườn thượng uyển. Vườn thượng uyển. Bẩm. Bà... Ngại ngài muốn ra đó sao? Để để thần chuẩn bị. Viên quan nọ nói. Vô nghe xong kẽ gật đầu. ra hiệu cho ông ta ra ngoài. Để ngài một mình. Cùng lúc đó. Ở một góc vắng vẻ trong hoàng cung. Thân ảnh của tấm dần dần xuất hiện. Cùng với những chiếc vảy cá. Rồi biến thành ông lão người cá. Đoạn nhảy xuống hồ nước biến mất tắm sau một quãng đường dài bấy giờ cũng đang đậu trên một ngọn cây cao ở ngay cung vua nàng khẽ dùng mình một cái nhằm xua tan đi những cảm giác mệt mỏi trong đầu lại vang lên lời của ông lão dặn rằng hãy hót lên tấm trầm chú lắng nghe lời ông cụ vừa dứt cùng lúc ánh mặt trời xuất hiện phía đằng xa lúc đó ở một gian phòng nhỏ nằm ở phía tây hậu cung cám và mụ dì ghẻ cũng mở cửa bước ra sắc mặt của hai mẹ con họ nòm có vẻ rất lo lắng bên trong căn phòng người vợ đầu của nhà vua ngồi trên ghế nạm ngọc hương ánh mắt nhìn ra xa xăm <laughs> tấm ơi là tấm chết rồi còn muốn phá bà sao bà ta khẽ lẩm bẩm lúc này bên cạnh xuất hiện nhân ảnh của một người đàn ông nông mờ mờ ảo ảo giọng của người đó cất lên nghe âm u chẳng khác gì từ cõi vô minh vọng về Để cho con tiện tử đó có cơ hội tái sinh E rằng con sẽ không nắm được thiên hạ đâu Thần phụ yên tâm Năm xưa Thái Thượng Hoàng gây ra cho người Còn sẽ bắt dòng dõi của hắn Phải trả cho bằng hết Người đàn bà đáp cái giọng Ánh mắt lộ rõ vẻ cầm hận Rồi sau đó lại trở lại với nét hiền hậu vốn có Nhân ảnh bên cạnh bà ta cũng từ từ tan biến vào trong hư không. Về phần hai mẹ con nhà cắm, sau khi rời khỏi căn phòng đó, liền quay lại, ngay lập tức đến vườn thượng uyển. Tuy nhiên khi tới nơi, đã thấy nhà vua và đám cận thần đang đi dạo gần đó. Mộ gì gà biết, nếu để cho vua gặp được con chim vàng anh, thì tính mạng của cả hai khó bảo toàn. Bèn hối hít cắm cùng với lại một số người khác. Rồi dùng mê dược dẫn dụ nhà vua rời khỏi đó. Tuy nhiên khác với mọi lần, khi con gái bộ lại gần thái độ của vua tỏ ra khá lạnh nhạt. Thế cám bị vua có ý xua đuổi. À ta biết thứ thuốc mà người đàn bà quyền lực kia đưa cho đã không còn tác dụng, đành kéo nhau rời khỏi đó, đợi chờ thời cơ thích hợp sẽ ra tay. Khi hai mẹ con cám vừa rời khỏi, cũng là lúc vua gặp tấm. Chuyện đó thì chắc không cần phải kể, con bác cũng biết. Hề! Hey, có tử lại nói Xong hắn lại tự rót một ly rượu Nhằm làm dịu đi cái cổ họng Đang gô rác của mình Tay chủ cách điếm cũng đứng bật dậy Chầm thêm một ngọn đèn dầu Thay thế cho ngọn đang tắt trước mắt Theo như tôi nghe Thì khi nhà vua Gặp được người vợ của mình Qua hình dạng con chim vàng anh Ngài bắt đầu bỏ bê cắm Để vui thú với tiếng chìm hót hoành vàng Của nàng ta Chủ khách tiếm nghe đến đây, trong đầu lại nghĩ về khoảng thời gian lúc nhỏ, ngồi bên bà nội, nghe kể câu chuyện, bà hoàng hậu, tên tấm. Quác tử đặt cái ly rượu xuống, cầm trên tay một miếng thịt chó nhét vào miệng. À, đúng là vua vì say mê chim hàng anh, như lời quan bác, nhưng đó chỉ là bề nổi của câu chuyện. Phía sau là nỗ lực giải bùa mê của tấm và lão cá chép tỉnh đó. Giải bùa mê. Sao tấm có thể làm được việc đó? Tay chủ thốt lên, gã quát khẽ gật đầu. Thật ra thì sau khi giúp vua và người vợ quá cố của mình gặp nhau, lão giả đó cũng cảm nhận thấy sự nguy hiểm của kẻ đứng sau kế hoạch đàn độc nội hậu cùng đấy. Là mụ hoàng hậu, giả nhân nghĩa kia sao? Tay chủ cách điếm buông lời, Quác tờ khẽ lắc đầu Không à, Cái chỉ là Phần phụ thôi Nếu không có quỷ hồn Của Cha của mụ ta Thì mụ ta Có dùng đến vài chục thứ tà thuật Cũng không mê hoặc được người khác Ngay cả thuật Luyện Linh Nhi Cũng là hắn ta truyền lại cho con gái Trong khoảng thời gian đấy Chỉ có điều ả à không thể thực hiện được Ê, à, vì thế mới có chuyện cám thay thế vào cung thay chị mình thành vật tế quỷ sau khi kế hoạch tiễn tấm về hẳn cõi âm giới thành công đấy lão cá chép sau khi biết được sự xuất hiện của quỷ hồn đứng sau kế hoạch của mụ hoàng hậu kia lão bèn dùng hết tâm huyết truyền dạy lại cho thuật chú nhằm giúp tấm có thể tự bảo vệ được mình trước sự ma quỷ và kẻ gian độc ác về phần mộ già đó sau khi được cha mình báo cho biết về sự xuất hiện của lão cá chép, mộ ta lại càng điên cuồng hối thúc mẹ con nhà cắm phải giết cho bằng được con chim vàng anh yêu quý của nhà vua. Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Và một ngày trời âm u, nhà vua nghe tin có sứ giả nước láng giềng mời ngài qua đàm phán về việc vài vấn đề liên quan đến chiến sự của hai nước. Đấy là một chuyện rất hệ trọng nên đức vua không thể trong một sớm bột chiều đành để vợ của mình ở lại hoàng cung cho mấy tỷ nữ chăm sóc. Nhà vua rời khỏi hoàng cung, đúng thật là cơ hội hiếm có để ra tay giết hại chú chim vàng anh mà tấm đang nhập hồn vào. Tuy nhiên, mẹ con nhà cám cứ thế ra tay tước đi mạng sống của chú chim nhà vua hết mực yêu quý. E rằng lại xảy ra cảnh máu chảy đầu rơi. Sau một đêm trần chọc suy nghĩ cuối cùng, mụ dì ghẻ này ra một kế hoạch. Đến sáng hôm sau, mụ cải trang thành người bình thường, một mình đi tới khu chợ nằm trong kinh thành mua về một con mèo đen lớn, rồi bỏ đói nó. Sau đó, ngấm ngầm thả con mèo đen ra. Con mèo vốn tình danh lại được sự yểm trợ của mụ hoàng hậu kia bỏ tà thuật. Nó cứ thế mà nhầm con chim vàng anh mà sông tới. Một trong đám tỷ nữ nhìn thấy con mèo lập tức kêu lên, ném chiếc cuốc mộc rồi đủ các thứ về chỗ con mèo, nhưng đất chậm. Chỉ trong một sát na, chú chim nhà vội hết mực yêu thương đã bị con vật đó ngoạm chặt phóng nhanh qua cửa sổ lao vút vào trong màn đêm một vài tên y vệ thấy vậy cũng lao theo có tên còn dương cung lên bắn nhưng con mèo đen hòa lẫn với màn đêm làm sao mà bắn được ông lão cá chép đang ngồi tu luyện ở dưới một góc ao nước bỗng cảm thấy sự chẳng lành liền xuất hiện thì thấy con mèo đen đang ngoạm chặt chú chim đi trên bức tường lớn cụ ngay lập tức bắt một thủ ấn phóng ra quả cầu bằng nước bắn vào mặt con mèo làm cho nó bất ngờ té xuống. Chú chim vàng anh cũng rơi khỏi miệng nó. Chỉ có điều thân thể của con vật nhỏ bé bị một vết thương quá chí mạng, e rằng không thể làm nơi trong linh hồn của tấm chú ngụ thêm được nữa. Khi linh hồn của tấm vừa mới rời khỏi xác chim vàng anh, chẳng biết từ đâu có một cỗ kinh lực kéo nàng đi. Đạo ca chép thấy tình thế cấp bách, liền tung cái túi làm bằng vài lụa vàng ống, thu linh hồn của tấm vào bên trong, sau đó biến mất để lại đám tùy tùng của nhà vua đang đứng thất thần bên cạnh cái xác của chú chim vàng anh. Mấy ả tỷ nữ, lúc đó mà cắt không còn một giọt máu. Ai cũng đình ninh phía này nhà vua về, mạng sống của họ, khó có thể giữ được. Còn ở một gian phòng nằm ở hậu cung, quỷ hồn của lão già bay lơ lửng bên cạnh con gái của mình, tay giết chặt. Hai con người vặn vẹn, những tia máu đỏ rực, hắn gần giọng một cách đầy giận dữ. <laughs> lão cá chép lại hút tay trên của ta chết tiệt vậy chúng ta phải làm gì tiếp theo phụ thân giờ chúng ta không thể hành động bội vã được cứ để xem lão già có thể làm gì rồi tính tiếp gã quỷ hồn cất giọng trầm đục rồi tan biến vào trong màn đêm lúc này đây mụ gì ghẻ cũng vừa hay bước tới Nom sắc mặt khá vui vẻ khi vừa mới lập được một chiến công. Về phần người đàn bà quyền lực đó sau khi nghe mẹ con cắm kể công, chỉ khẽ thở dài một thời rồi nói em. Chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu. Ta và mẹ con bà e rằng khó có thể kể cào gối ngủ đó. Đoạn ra hiệu cho mụ gì ghẻ đó lui ra ngoài. Lúc này, lão cá chép tình cũng vừa hay đến cái ao nước trước dân nhà tấm kỳ xưa lão ngồi xuống bàn đá thở dài một hơi tự lầm bầm với chính mình đúng là mình không hại người thì người cũng tìm cách hại mình mà thôi tấm vẻ mặt nàng trở nên lo no lắng bây giờ phải làm sao ạ à? lão ca chép nói đoạn hướng mắt về phía nàng đối phó với kẻ ác thì chúng ta cũng phải ác Tấm nghe xong gãy gật đầu Tuy nhiên ông lão lại chỉ đắp rằng Một tiếng thở dài Hiện tại ta chưa thể làm được chuyện gì nữa Chỉ có cách Giúp con Lại du hồn Vào một cái cây thôi Về phần nhà vua Sau khi trở về Biết được chim quý của mình đã chết Ngài đau khóc không nguôi Sau đó liền đưa xác của chim vàng anh đến một góc trong hoàng cung, trồn xuống. Cùng lúc đó, lão cá chép cũng hạ xuống một hạt giống thần tiên mà mình đã mang theo, gieo xuống chỗ xác của chim vàng anh. Chỉ qua một đêm, nơi ấy đã mọc lên một cây xoan đào to lớn, khiến cho quan quân trong cung hết sức ngạc nhiên. Họ cho rằng ấy là hỷ sự, bèn vội vàng đến trước mặt dòng mặt tâu. Ngài nghe xong, ánh mắt tỏ ra vui mừng. Rồi ngài lập tức đến chỗ gốc cây tới nơi một cảm giác lâng lâng khó tả hiện lên trong người về phần cái cây ấy cũng khẽ rung rinh tỏa ra bóng mát và một nguồn năng lượng dễ chịu khi vua chạm vào biết ấy là hiện thành của tấm nhà vua và đám quần thần vui lắm chỉ có hai mẹ con nhà cám mất ăn mất ngủ một phần lo sợ một ngày nào đó nhà vua sẽ biết được tội ác của mình đối với tấm phần vì lệnh bà lớn muốn cả hai bọn họ diệt cái cây đấy cho nhanh không thì hậu quả có lường Lão quỷ kia biết gốc cây là nơi tấm du hồn. Tỏ ra tức giận lắm nhưng lại không thể làm gì được vì mỗi lần lại gần hắn lại bị một cỗ kình lực đánh bật ra xa khiến cho hắn không thể chạm vào. Không chỉ có lão quỷ đó gặp khó khăn khi tiếp cận cây son đào mà ngay cả con gái y cũng bị hoa mắt chóng mặt khi bước lại gần. Từ khi nhà vua có được gốc cây son đào từ đó mỗi buổi chiều tiết chiều xong ngài thường tìm đến vườn thượng uyển mắt võng nằm ngùa đó những lần như vậy, linh hồn của tấm lại tỏa ra bóng mát, dù dương cho đấng vu quân của mình yên giấc nồng. Hai mẹ con nhà cám, dựa vào thứ bùa mê thuốc lú mới lấy được lòng chồng chị. Này bùa chú chẳng còn tác dụng, thành ra vua cũng chỉ xem hai mẹ con ả, à, chẳng khác gì đám nô tỳ trong cung. Kiếp chồng chồng với chị mà chẳng được đói hoài tới, cám cũng cảm thấy trong lòng khó chịu lắm. Càng nhìn thấy ngài vui vẻ bên gốc xoan đào, hai mẹ con ả à, lại càng hạ quyết tâm loại bỏ cái thứ chướng tài gài mắt ấy. Phần để lập công với người đàn bà trốn hậu cung kia, phần để cho vua quay lại, ẩn ái với mình. Người xưa vẫn nói, phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí Có tờ nói đến đây, tay chủ cách điếm khẽ dướng người về phía trước hỏi. Này, thế chả phải hai mẹ con nhà cám nhân lúc vua đi vắng tranh thủ chặt cái cây, cây, ờ, rồi làm thành cái khung cởi hay sao? Ấy là chuyện, chưa bác nghĩ coi, khơi khơi, đụng vào cái cây, vua dùng để mắc võng mà làm nằm ấy, để kiểu gì chả đầu lăn lông lóc. Thế thì sao mà hai mẹ con mộ dì ghẻ đó có thể đốn hạ mà không bị làm sao chứ? Là do sâu ăn dễ Sâu? Năm đó chẳng hiểu sao Trong kinh thành lại xuất hiện Một giống sầu kỳ lạ Giống sầu này trông chẳng khác gì đám tầm Chỉ có điều thay vì ăn dâu Nhà tầm chúng lại tìm cách chui rúc dưới lòng đất Gặm nhấm dễ cây, thần cây Cây nào bị chúng viếng thăm Chỉ qua tuần trăng là lá rụng Héo cảnh chết khô Vua vừa cận thần thấy vậy Ngày đêm lo nghĩ cách diệt chúng Ngày càng lo lắng bao nhiêu Thì mẹ con nhà cám lại cảm thấy vui Như mở hội bấy nhiêu nhân cơ hội hiếm có đó hai mẹ con ả à, lén ra khỏi hoàng cung đưa vài con về bí mật thả xuống dưới gốc cây xoàn đào lão cá chép biết cả chứ, nhưng số tấm đắp vậy rồi sau đó thì giống như chuyện cây cây đã chết khô cám lại dùng mê dược tỉ tê với vua cho chặt cái cây ấy để làm cái cung cười dệt áo cho vua vua trong lúc mất đi lý trí cũng đồng ý với cám Mộ dì ghẻ nghe thấy nói ở phía tây kinh thành có một nghĩa địa chuyên xử tử tử tù. Nơi đó mọc lên một cây tầm gai, lấy về dệt vải sẽ khiến cho linh hồn bên trong cây xoan đào đó đau không bằng chết. Mụ nghe theo cũng tìm tới đó. Đó chính là lời của bà hoàng hậu kia nói với mụ ta. Mụ mang về một đống cây tầm gai để cho cắm dệt vải. Đúng như những gì mụ hoàng hậu ác độc nói, khi dệt vải từ trong khung cười phát ra những tiếng đau đớn khiến cho đám thị vệ bên ngoài nghe thấy tuốt gươm lao vào nhưng cũng phải ôm đầu chạy ra nhưng cũng cái tiếng thét ngày ngày đau đớn đó khiến cho tám mất ăn mất ngủ cám không có chịu nổi liền tạo ra một đám cháy để đốt cháy cái khủng cười ra trò cái khủng cười bị cháy ra trò linh hồn của tấm cũng nhờ đó mà thoát được ra liền bay về nơi ông lão cá chép chú ngụ Tại đấy thân phụ của nàng cũng có mặt ở đó rồi. Người cha già thấy con gái vượt qua hết kiếp nạn này đến kiếp nạn khác, trong lòng đau không tả nổi. Cuối cùng, tấm được đầu thai vào quả thị đúng như lời của chuyện đã kể lại. Sau đó vừa đi vi hành và gặp lại tấm, tấm trở về kể lại toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối. Nhà vua cũng mời về một thầy pháp tài tình và phát hiện được linh hồn của phụ thân bà hoàng hậu đã bị phế chuất. Và cả những ý định tàn độc của bà ta muốn nuôi quỷ để hại hoàng thượng, nhằm gây dựng lại một vương quốc mới muốn cho dòng tộc nhà mình lên ngôi vua. Sau đó, bà hoàng hậu và cả linh hồn kia đã bị diệt trừ. Cám và bà dì kẻ tấm tương tình nên đã xin vua cho về quê cũ. Nhưng nào có dễ dàng vậy đâu. Về quê họ cũng bị kẻ lạnh, rồi cũng từ đó chết một cách chẳng rõ nguyên do. Chỉ có tấm biết là cha của mình đã xuống tay giết hại hai người đó. Chỉ biết rằng khi hai mẹ con về quê chưa đầy một tuần trăng, khi người ta qua thấy hai cái xác trèo lụng lẳng trong nhà, thắt cổ tự tử, chết tự khi nào. Tấm từ khi đó, sống bên vua hạnh phúc mà chẳng còn bất kỳ trở ngại nào. Mặc dù Nhà vua vẫn có thèm vợ lẽ, vẫn có thèm những bóng hồng bên ngoài, nhưng tấm vẫn là người vợ chính thức, quyền cao, chức trọng nhất trong hoàn cung. Cảm ơn quý vị đã theo dõi hết câu chuyện của ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình lần sau.